Chico, mình là Linh đây. Rồi hôm nay anh em sẽ cùng mình trải nghiệm đến một loại vũ khí mới đen đét và khét lẹt lẹt. M1887 nói chung cái bản nâng cấp mà khổ một loại sóc lọ mà mình cảm thấy cực kỳ là thốn ở truy kích Việt Nam. Cái này anh em có thể sở hữu. Ok. Ôi chạy đâu? Anh em có thể sở hữu nó ở trong sở nghiên cứu X. Cái xưởng này là anh em có cái mảnh, mấy cái mảnh linh kiện ấy thì anh em có thể tạo ra nó nhá. Ôi. Rồi mình sẽ thử bắn lên sao nó như thế nào đó. Vừa vào được cận chiến là thấy mà hên hên rồi. Nhưng mà bắn cái khổ này mình thấy bắn khó lắm. Ui ôi. Mày trời ơi, nói gì đi anh em ơi. Mạnh đấy. Ôi. Thôi, ăn cướp rồi, mình mắc kẹt. Ôi trời ơi. Khốn nạn thân tôi rồi, thôi thà cứu em. Help. Ôi em, trong thời gian đấy có thể ngồi xem súng. Ấy một cái chiến top à? Dead. Thôi xong rồi anh em ạ. Trốn anh em. Trốn đi nha, trốn nha, đừng để cho chúng nó như thế. À! Thôi cho mình thoát ra bỏ lại rồi anh em ạ. À, vừa cận chiến được thằng top sướng sướng mà cuối cùng. Ôi, nó còn thế này nữa. Mình không hiểu sao cái bản truy kích mấy bản cầm chơi gần đây nó cứ bị như thế thôi. Cứ chơi được một ván xong rồi kiểu anh em chơi ván khác thì nó bị như vậy. Ê, khốn khổ khốn nạn. Nó cứ bị kiểu bị trắng màn hình ấy. Rồi, mất cái phòng đấy rồi em ạ. Mình phải chơi phòng khác rồi. Uầy, lâu lâu không chơi sa mạc nhỉ. Bực quá. À, mình không hiểu sao cái chỗ đấy lại thành không lắc được mà trong khi là cái cầu thang ấy. Kể ra nó mà kiểu nó mắc cao cao một tí kiểu chúng nó zom nó không cào được thì ngon đâu. À, đúng là đời. May quá, ván này ván mới đấy, chuẩn bị sang ván mới. Và anh em xem nhớ like cho mình cảm nhận nhá. Hay bắn vui phết. Ôi trời. Ôi, nhồi. Ui, đúng kiểu nhồi thịt. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món giả cầy của Linh Nhọn. Ui. Mình phải làm thế này để ui cho nó chuẩn đấy. Mình bắn mấy cái loại bắn chậm như này bắn. Thank you. Ui. Chào. Ui. Ok. Thôi. Thôi gì mà căng thế, cho nhau cận chiến mà. Có ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn đâu. Ấy à, cận chiến à, được đấy. Mình thích cái gọi là sự thẳng thắn của bạn. Bạn vui phết nữa cho là lo không nghịch mấy loại này vui. Em nhớ nhá, chế ở trong xưởng nghiên cứu ấy. Ok. Ui. Được của nó đấy em ạ. Bắn một phát, cận chiến một phát. Ổn, nói chung là cũng ổn. Không đến nó là yếu đâu. Nó có tăng sát thương của zombie nhá. Nhớ đấy. Dòng bình thường 8 viên à. Cái khẩu trước mình không nhớ là mấy viên nhưng mà có tăng sát thương với zombie nhưng mà bắn nó hơi chậm tí thôi. Nên anh em kiểu về căn thuật chuẩn hoặc là mang khẩu lục gì đó mạnh đi. Ây giờ đáng lý ra mình chơi này vẻ hơn không? Nhưng mà thôi mình chơi lo gần của lao đi. Mang khẩu này chỉ làm nền thôi. Úi sổ. Trời. Ui, sao cả đẹp vip vậy, sao cả đẹp vip. Mày. Ôi, suy chết, được đấy. Và đấy mình to người quá, khô. Bị nó lừa rồi. Bị lừa tình thôi. À, top lên trên này. À! Nó khôn quá. Thôi chạy. Thật đấy nó cầm ấy đây. Con rider ở đây nó chọc chết anh em ạ. Thôi tôi nhất là cẩn thận. Ôi đây trên này. Ui ôi nó thủ dâm kìa. Ôi. Ui ôi. Thôi. Chịu thôi, bọn cái map này thì anh em chấp nhận là nó chơi khá là vui nhưng mà nó thủ dâm nhiều lắm. Nên là khi mà làm zom cái anh em xác định. Ấy thằng top nó còn thủ dâm như thế này thì anh em phải đừng hỏi mấy cái thằng giờ ơi nó hơi nó không thủ dâm đúng không? Rồi. Sau qua cảm nhận của mình về vũ khí này thì với các bạn nó bắn nó xì đà vãi luôn thật.
bắn nó khó rồi, xong rồi kiểu anh em phải bắn tập thần tập tầm bắn cũng phải là thật là gần nhá, chứ hơi xa xa tí là nó sẽ đây anh em nhìn cảm giác nó bắn như thế này thì bắn sao mà trúng rom được đó. Thế là, nhưng mà tầm gần thì gọi là mạnh ấy, cứ dí thì gần thì tầm khoảng một hai viên là chắc là dẹo đồ nhỏ thôi, chứ vếu thì không chắc, vếu khỏe lắm. Sao nó thích mình ý nhỉ? Mày đấy, có thằng ngay cạnh nhá, ngay trong khi có thằng ngay cạnh mà nó không cào đâu. Sao nó trốn đấy? Ủa ơi, khẩu này không chặn zom được anh em ơi, nó không chặn zom được thật luôn ấy. Tự nhiên là anh em cơ bản này nó chạy được luôn. Ui ui, ủa nó gần chết chết đấy. Ồ, cảm ơn nhá. Khó quá. Rồi mình phải tập làm quen cái khẩu súng nó sida như này đã. Ủa. Ui, đúng rồi đấy. Mình chỉ mong nó lao vào. Ui, đau phết. Khó quá. Bắn nó không chặn gì nào luôn. Tao phải rút lục ra, nhưng mà khẩu Python nó có chặn được do mấy đâu. Đây, anh em nhìn nó như thế này đây. Ui, xong lọ. Rơi xuống đi bạn ơi, rơi xuống. Xong rơi. Rồi, phải đánh cẩn thận thôi em ơi. Bọn này nó hay thủ dâm đằng này. Hello. Hello, motherfucker. Khó. Đâu hết rồi. Có mấy thằng ở đây này. Ôi, bố lại trốn ở đây ạ. Thua rồi. Má, nó cầm khoảng khẩu súng với hẳn luôn ấy. Mà nó thủ dâm ở đấy thì nó là chịu luôn. À, cay thật. Ok, xem nó. Ui, ui, ba sao kìa. Cờ khó đấy, khó chịu quá à, đúng là sai lầm khi chơi sa mạc này. Bị cạo nó 4-5 phát rồi đấy, cứ nhảy nhót đi mày, mày nhảy nhót đi. Ui, 5-6 phát rồi. Không làm gì nó luôn, nó ba sao kìa, ức chế vậy. Trong cái ngày của súng rồi còn sida đấy đồ, kể ra mình cầm mỗi God Rider không thì chắc là cần hết cả team rồi, đáng lòng. Nhưng mà cũng đẹp phết đúng không? Mình cảm giác như kiểu cái khẩu silver, cái là khẩu bạc ấy, mình không hiểu cái từ mid-thi-thori là nó nghĩa là cái gì. Ủa, trên đầu mình thì sao, mình biết ngay mà. Mày đấy. Cái thằng đấy nó lao vào mình mấy lần vậy? Ôi, sao nó lên đây được? Một viên. Tập trung anh em ơi. Không để đùa giỡn nữa. Đây đây, ngay đây có thằng này. Nó nhồi, nó mình thấy là nó ui. Nó nhồi đạn hay nhanh phết, nhưng mà trong khi nhồi nhưng không bắn được sao? Về cơ bản là bắn nó khoai thật. Ui, đằng sau lưng kìa. Vãi, bị mong lốp rồi. Cả chiến đi bạn ơi, đúng rồi. Có nháy đúng không? Ủa, xin sao quá. Ôi, sao nó biết được mình đây? Ghê vãi, mình còn chưa kịp biết nó đâu mà nó đã ra tận chỗ nơi mình rồi, kinh thật.
Ủa, một đống ở đây này. Mày hết đạn chưa? Rồi ôi, lùa nó cho nó ăn kia. Đùa số khốn nạn ấy. Ôi mình nghỉ đây em ơi. Bực quá. Đồ khốn nạn này. Đen như một con mực vậy. Đấy. Cào chúng vẫn lần, cào chúng lần thứ hai mà nó không chết. Chả hiểu nổi luôn. Ôi. Có khi bị review để dừng ở đây thôi. Nghẹn lời, nghẹn ngào quá. Ôi anh em xem nhớ cho mình cảm nhận nhá. Ok, bye. Chúc em một ngày vui vẻ.